món ăn khi xét về bề ngoài chỉ là cái đích của sự thỏa mãn về vị giác. Nhưng đi sâu, món ăn còn mang một sứ mệnh để tạo nên cái hồn của quê hương, là cội nguồn của bao người con xa xứ mà dẫu có đi xa cấp mấy thì vẫn nhớ về quê nhà. Và để tìm về hương vị của quê hương Nam Bộ chính gốc, hôm nay Long đã về vùng Cù Lao Năng Gù thuộc xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, nơi vẫn còn giữ nguyên những góc bếp, khu vườn kiểu xưa và gìn giữ truyền thống ngư nghiệp, lưới cá trên sông Hậu. Mấy cái bắt này em thấy nó to, mình đánh cá lớn được thành hành. Kêu là ba màng đó. À, là kêu là lưới ba màng. Lưới này thì mình thả theo dòng sông hay là như thế nào anh? Theo con nước nè, canh từ mấy bờ bổ ra ngoài giọt. Thế mình như Long thấy thì chúng ta sẽ thả cái phần đầu lưới này nè ở ngay khúc gần bờ sông, sau đó thì kéo cho cái phần lưới của chúng ta ra tới giữa sông luôn, xong rồi mình tiếp tục quay lại để giữ cái phần đầu lưới này. Rồi mình thả mất bao lâu nữa thì mình bắt đầu kéo lên được anh? Khoảng nửa tiếng hoặc 20 phút mình có thể bắt đầu đi thu phần lưới lại. Thêm một con cá dảnh. Rồi con này con cá sơn. Hiện tại thì Long rất là hào hứng để chờ đợi thêm một loại cá mới nữa. Ấy, được con nè. Cá da này mà làm lẩu mắm là ăn hết sảy như con bà bảy luôn nè. Sau khi trải nghiệm buổi giăng lưới, Long có xin để lại một con cá tra vừa được đánh bắt để ra vườn tìm một ít bông súng nè và các loại rau về nấu món lẩu mắm trứ danh Nam Bộ. Sau khi mà Long dạo một vòng thì cũng đã hái được một bó bông súng nè và tần để sử dụng làm lẩu mắm. Cá ta có thể là sử dụng phèn chua nè để chà hết được cái lớp nhớt của nó, hoặc là chúng ta có thể sử dụng giấm hoặc là chanh. Các loại rau cần thiết gồm có bông súng, rau nhút, chè nèo, cà tím và có bí biển. Chúng ta cho mắm vào trong một nồi nước và nấu cho nó sôi, cho nó nát cái phần mắm ra và sau đó đem đi lượt luôn. Cái phần mắm nó đã nát rồi thì chúng ta sẽ sử dụng cái lược để loại bỏ đi hết tất cả các phần xương vụn của nó. Sau đó thì chúng ta sẽ cho thịt ba chỉ vào. Khi nước mà nó đã bắt đầu sôi trở lại rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu nêm nếm gia vị. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ phải nêm nếm gia vị vừa ăn trước rồi sau đó thì mình mới cho cá vào, tại vì cái phần cá ba sa này nó rất là mềm với cái mau chín. Một trong những gia vị quan trọng đó chính là xả để tạo nên mùi hương của cái lẩu mắm. Cà tím thì chúng ta cũng sẽ cho trước vào cá để nó chín và nó thấm được cái phần nước vào, lúc đó ăn rất là đậm đà. Lúc này khi phần cà đã chín, chúng ta sẽ cho lần lượt những phần cá vào đây. Chúng ta sẽ chờ trong vòng 5 phút và khi cái phần cá chín là chúng ta có thể thưởng thức nó ngay. Lúc này thì cái nồi lẩu mắm cũng đã xong. Long đang cùng với lại những anh em trong gia đình của chú ngư dân để thưởng thức món lẩu mắm. Và rất may mắn là ngoài trời thì đang mưa rất là to. Điều đó rất là phù hợp để mà chúng ta thưởng thức món ăn này. Khi mà ăn á, thì chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn một dĩa nước mắm mà trong đó đã được dầm mớt. Sau đó thì mình sẽ cho cái phần cá lên trên cái phần dĩa. Lúc đó chúng ta sẽ thưởng thức được cái phần cá trọn vẹn nhất. Cái món lẩu mắm này ở đây chắc mình ăn thường anh à? Thường là ưu tiên cho đám tiệc á. À. Khi trời mưa như vậy nè à, tương tự như ngày hôm nay thôi đúng không? Như hôm nay là mấy anh em là con cái chạy ra xong rồi tốt cả về hứng lên bắt về để nó lẩu à. Hôm nay là thời tiết vậy là quá phù hợp luôn rồi. Đúng rồi. Một nồi lẩu mắm vừa đậm đà vừa có một chút xúc cảm, mang hương vị gần gũi và bình dị của bà con sông nước Nam Bộ. Đây không chỉ là một món ăn mà còn là một hương vị mà đã khiến cho biết bao nhiêu người con xa xứ đều phải thổn thức khi được nhắc đến.